Đó, bây giờ hiện tại là đồng bộ đang sai nha mọi người. Đó, để quay thử nè. Đó, móc đi, móc là bắt đầu ra đang lao tới là đồng bộ kim nó đang đi lên, nghĩa là đồng bộ sai. Đó thì mình muốn chỉnh cái đồng bộ của máy đầu heo là nằm ở đâu. Chào mọi người nha. Bữa nay mình chia sẻ cho mọi người mà cách mà chỉnh đồng bộ xuyên lưng hay là đồng bộ bằng lừa là ở đâu nè. Đó thì bữa nay mình sẽ dẫn chi tiết cho mọi người từng bộ phận chỉnh luôn nha. Đó, bây giờ trường hợp con ốc 8 ly là chỉnh độ xuyên lưng của móc đối với các anh em thì mình chỉnh con ốc này nha. Đó, còn mà chỉnh cho cái cam giá đỡ nè. Đó, cái này con ốc ngoài cùng này cam giá đỡ. Đó, hiện tại cái giá đỡ của mình nó đang hở kim quá. Đó, đang hở kim quá thì để mình quay cái giá đỡ nó đang hở kim thì mình chỉnh con ốc này nha. Đó, hiện tại bây giờ cái giá đỡ của mình nè, mình quay kim xuống hết cỡ mà giá đỡ nó chưa ép sát với kim. Đó mọi người thấy không? Giá đỡ nó chưa ép sát với kim nè. Đó, giá đỡ chưa ép sát với kim là đồng thời lúc đó mình chỉnh con ốc ở sau đuôi là mình cho giá đỡ xích gan tiến trước đó nha. Đó, ở trong cùng này là con ốc chỉnh cái cam giá đỡ nè. Đó, cho nó đi xuống là giá đỡ càng đi ra nhiều, mà cho nó đi lên là cái giá đỡ của mình nó lùi về nha. Đó, giả sử trường hợp mà nó chạy mà nó ưa hay bị bộ mũi hay là bị cái kim là mọi người nên kiểm tra lại cái vấn đề cái thằng giá đỡ này nè, có nó đi sớm hay đi chạy lúc đó mình canh lại. Đó, thì thường mà chuẩn nhất của nó là kim đi xuống hết cỡ. Đó, kim đi xuống tận cùng là giá đỡ phải vừa đụng chạm tới cái kim, là nghĩa là giá đỡ mình đúng. Mà giả sử mà kim đi xuống mà giá đỡ nó ép trước kim là nghĩa là giá đỡ đồng bộ giá đỡ của mình đang sai. Hiện tại bây giờ mình xây nè cho mọi người thấy nè. Đó, để mình xây thử nha. Đó, mọi người thấy không? Thấy cái giá đỡ đi ra đi vào không? Đó, đó là chỉnh cam giá đỡ nha. Đó, bây giờ hiện tại là đồng bộ đang xây nha mọi người. Đó, để mình quay thử nè. Đó, móc bắt đầu ra đang lao tới là đồng bộ kim nó đang đi lên, nghĩa là đồng bộ sai. Đó thì mình muốn chỉnh cái đồng bộ của máy đầu heo là nằm ở đâu. Đó, để mình hướng dẫn cho mọi người nha. Đó, đây là cái đồng bộ của máy đầu heo nha. Đó, trước khi mà mình chỉnh cái đồng bộ á là mình phải kiếm móc lục giác 4 ly mình dặn vô, rồi lúc đó mình mới có thể chỉnh được. Đó, hiện tại mình dặn ốc 4 ly nè. Đó. Đó, còn ở đây là mình muốn chỉnh cái đồng bộ là phải quay cho móc cho tới cái kim đầu tiên đi. Đó, quay theo chiều máy chạy cho móc tới kim đầu tiên. Đó, quay theo chiều máy chạy cho móc tới kim đầu tiên là làm sao lúc đó mình mới chỉnh đồng bộ, mình mới xây cái đồng bộ nè. Đó, rồi thấy không? Đó, mình để mình xây nè. Đó, mình xây nè. Đó, cho bắt lên tầm có 1 ly. Đó, và lúc đó mình kiểm tra coi đồng bộ coi đúng hay không. Đó, hiện tại bây giờ cái đồng bộ mình như vậy là ok nha mọi người, là chỉnh. Đó, hiện tại bây giờ cái độ xuyên lưng nè, cái độ xuyên lưng nó đang nhiều quá thì mình chỉnh ở đâu. Đó, thì bữa nãy mình có hướng dẫn cho mọi người chờ chỉnh xuyên lưng đó, thì nó nằm ở sau ngóc chìa khóa 8 nha. Đây là con ốc chỉnh xuyên lưng nha mọi người. Đó, lên hết cỡ là xuyên lưng nhiều, còn xuống giữa là xuyên lưng nó trung bình, còn muốn xuống thấp là xuyên lưng ít. Chiếc lại nha. Đó, rồi mình ra trước mình coi nha. Đó, hiện tại mới nãy là xuyên lưng nhiều, mình chỉnh ốc chìa khóa 8 nè. Đó, mình chỉnh ốc chìa khóa 8 là xuyên lưng ít lên nha mọi người. Đó, chỉnh chìa khóa 8 là xuyên lưng ít lên nè. Đó, nó gồm mấy bước như vậy. Đó, trường hợp mà nó chạy mà ưa bị gãy kim nhiều là mình phải cho xuyên lưng ít lại. Mà trường hợp không có xuyên lưng bắt buộc phải chỉnh cái con ốc chìa khóa 8 đó. Đó, thấy không? Đó, để mình lắp thử vô mình bắt chỉnh. Thì thường mà độ ngắm móc của nó là tầm có 3 ly nha. 3 ly. Đây ta gọi là giá đỡ dính liền với móc. Đây ta gọi là giá đỡ trước, đây gọi là giá đỡ sau nè. Giá đỡ sau có tác dụng là ép thòng lọng, và giá đỡ trước là tác dụng là đỡ kim.
chạy hàng dài và còn phải sử dụng tuyệt đối 100%. Đó. Đây là mình muốn chỉnh cho độ khoảng cách của bàn lửa là mình chỉnh ở đâu. Đó, thì thường mà đối với máy đầu heo á là thường chỉnh tới lui cái bàn lửa trước này nè. Đó, hiện tại bây giờ cái thằng tới lui này đang xa quá, xa với cái hàng bàn lửa này. Thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh cái thằng tới lui nha. Đó. Hiện tại bây giờ cái bàn lửa này nó đang cách hở xa cái bàn lửa sau này, bàn lửa trước này với bàn lửa sau này đang hở xa. Dù mình cho giãn hết cỡ rồi mà vẫn còn xa. Tới trường hợp xa quá là chạy nó bị đẩy hàng không được đều. Đó, và nó rút nhiều nữa. Đó, thì trường hợp đó mình chỉnh ở đâu thì mọi người nhìn nha. Đó, muốn chỉnh tới lùi của máy đầu heo á là chỉnh cái tới lùi bằng lửa. Muốn chỉnh tới lùi bằng lửa là mình phải chỉnh con ốc 5 ly này. Mình xây dịch lên xuống là cái bằng lửa nó sẽ chạy đi được. Đó, thì mọi người áp dụng theo làm nha. Đó, cái phần con ốc 5 ly là tới lùi bằng lửa. Đó, con ốc này có tác dụng là chỉnh cao thấp bằng lửa nha. Đó, chỉnh cao thấp bằng lửa nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, trường hợp mà mình muốn chạy hàng dày á, hàng dày thì mình chỉnh cao thấp bằng lửa cho nó chuẩn. Đó, đây là ta gọi là cao thấp nè. Đó, cao độ nghiêng của bằng lửa của cầu găng cưa. Đó, thì bữa nay mình sẽ bung tất cả các chỗ mà mọi người chưa hiểu về vấn đề cam bằng lửa, cam đồng bộ. Đó, cam giá đỡ. Đó, cam móc. Đó, thì mọi người cứ áp dụng theo mà làm nha. Đó, thì thường thường mà máy canh sai đầu heo này nó có gộp là một là cam chỉ dày thưa nè. Đó, để mình quay rồi mình nói cho mọi người biết nha. Cam giá đỡ nè, đây ta gọi là cam độ ngâm ốc nè. Đó, còn đây ta gọi là cái cam chỗ này là ta gọi là cái cam đó, chỗ này ta gọi là cam dày thưa nha, là con ốc này mọi người ha. Con ốc chỗ này là cam dày thưa nè. Đó, thì mọi người cứ áp dụng theo làm các cam mình hướng dẫn mọi người đó. Mới mốt trường hợp gặp cái bệnh nào thì mọi người cứ áp dụng theo làm nha. Đó, rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye.